Xin chào các bạn, trên tay tôi là cái đồng hồ đo điện áp, giá cũng khá là mềm, cái này tôi mua khoảng 10.000. Các bạn không mua được cái đồng hồ này, các bạn có thể tận dụng lại ở cái ổ cắm mà có đồng hồ đo điện áp. Cái đồng hồ này khá là bền, ổ cắm có thể hư nhưng mà đồng hồ vẫn còn, các bạn có thể tận dụng lại được. Và trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn độ chế với cái đồng hồ đo điện áp này thành những cái món đồ chơi nho nhỏ khá là thú vị. Xin mời các bạn chúng ta cùng theo dõi. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra khả năng đo điện áp của em nó. Giờ tôi sẽ ghim trực tiếp nó vào ổ cắm 220V. Các bạn thấy là kim vẫn lên, chỉ thị là 220V, nằm trong cái vạch màu xanh là ok. Tiếp theo chúng ta sẽ xem cái cấu tạo bên trong của nó. Thì nó gồm một con diode mắc nối tiếp với con điện trở 100kg, sau đó mắc nối tiếp với cái điện kế. Cái điện kế này là cơ cấu kiểu điện từ. Các bạn sẽ sử dụng chân linh kiện để nối tắt qua con trở 100kg, tức là chúng ta bỏ qua con trở này luôn, rất là đơn giản. Đây là cái bộ loa, thì các bạn sẽ tháo cái loa ra và chúng ta sẽ hàn trực tiếp cái đường dây vào loa. Các bạn hàn hai sợi dây điện và kéo ra ngoài. Cái đường dây ra loa này thì các bạn sẽ gắn trực tiếp nó vào cái điện kế này luôn. Các bạn thấy là khi mở nhạc thì kim nó sẽ dao động theo nhạc. Tiếp theo sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn độ chế nó thành một cái món đồ chơi nho nhỏ để trên bàn cũng khá là thú vị. Xin mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp. Chúng ta cần một con IC3 số 5, hai con trở 10kg, một con tụ 47 microfarad 25V. Đây là cái sơ đồ nguyên lý. Thì nguồn chúng ta sẽ cấp vào chân 1 và chân số 8. Chân 2 nối với chân 6, chân 8 các bạn sẽ nối với chân số 4. Từ chân 8 các bạn nối qua điện trở 10kg qua chân 7. Từ chân 7 các bạn sẽ nối qua điện trở 10kg qua chân 6. Cái điện kế các bạn sẽ mắc vào chân 3 và chân số 4. Giữa chân 1 và chân số 2 các bạn sẽ mắc vào một con tụ điện. Các bạn nhớ mắc chiều dương và âm chính xác như hình vẽ. Đây là tụ điện 47 microfarad. Đầu tiên các bạn sẽ bẻ con IC ra cho nó phẳng như thế này. Chú ý là chiều khuyết hướng lên trên. Các bạn sẽ nối chân số 4 và chân số 8 lại với nhau. Chân số 2 mắc với chân số 6. Các bạn chú ý là nó không có giao cắt với nhau nhé. Từ số 8 qua số 7 các bạn mắc qua con điện trở 10kg. Tiếp tục từ số 7 qua số 6, con điện trở 10kg. Số 1 nối qua số 2 là con tụ 47 microfarad. Các bạn nối nhớ chính xác chiều âm dương. Nguồn các bạn sẽ cấp vào chân số 1 và chân số 8. Đường dây ra thì các bạn sẽ lấy vào chân số 3 và chân số 8. 34 hoặc là 38 giống nhau. Vậy là điện vào sẽ là 18 và ra là 38. Đây là pin mặt trời 5V. Các bạn có thể thấy là dưới cái ánh sáng bình thường là nó đã thắp được cái bóng đèn LED rồi đó. Các bạn sẽ nối pin với cái mạch dao động này. Từ cái mạch dao động này các bạn sẽ nối vào cái đồng hồ đo điện áp.
Các bạn thấy là kim nó bắt đầu nhúc nhích rồi đó. Vì cái ánh sáng của chúng ta nó chưa phải là cực đại, do đó là kim nó sẽ chỉ dao động đến mức đó thôi, chưa hết mức. Cũng khá là nhạy ha. À, để cho thêm phần thú vị thì các bạn sẽ chỉnh sửa lại cái mặt số một xíu cho nó thú vị. Và đây là sản phẩm cuối cùng của chúng ta. Các bạn có thể thấy bên ngoài là trời nắng, và cái này nó hoạt động không cần ánh nắng chiếu trực tiếp vào nó, chỉ cần ánh sáng của ban ngày thôi. Các bạn đã thấy nó đã hoạt động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.